với những ai hay đọc sách self-help thì cái tên Robin Sharma hẳn không còn xa lạ gì nữa. Ông là một nhà lãnh đạo, một nhà đào tạo lãnh đạo, tài ba người Canada. Không những vậy, ông còn là nhà sáng lập của tập đoàn Sharma Leadership International. Sở trường của ông là những cuốn sách phát triển bản thân, truyền cảm hứng và thúc đẩy khả năng lãnh đạo. Và cuốn sách mà tôi sắp giới thiệu với các bạn sau đây do chính ông viết ra nhằm đánh thức tiềm năng ẩn sâu bên trong mỗi con người. Người ta từng nói là đừng đánh giá một cuốn sách qua vẻ bề ngoài, hay dân gian ta vẫn có câu là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng quyển sách mà tôi sắp nói sau đây là một trường hợp đặc biệt, bởi vì tôi đã bị nó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tựa đề của nó. Một tựa đề đơn giản nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy tò mò, lôi cuốn và thèm muốn được khám phá những nội dung ẩn chứa bên trong. Tựa đề của nó giống như một lời cảnh tỉnh dành cho những người chưa thực sự sống và chưa thực sự trân trọng cuộc sống của mình. Đời ngắn, đừng dài. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm đến cho những người đọc của mình, những người yêu sách. Và đây là cái quyển sách mà tôi muốn giới thiệu. Cuốn sách gồm có 100 mẩu truyện ngắn, mỗi mẩu truyện lại bao hàm những ý nghĩa và những bài học sâu sắc được đúc kết ra từ chính trải nghiệm tác giả. Những bài học này tuy nhiều nhưng chung quy lại nội dung thì gồm có 3 phần. Một là gia đình, hai là sức khỏe và ba là giá trị bản thân. Đó cũng chính là 3 phần quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Đầu tiên, hãy nói về gia đình. Đọc cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài của Robin Sharma, chúng ta sẽ càng thấm thía hơn câu nói một gia đình hạnh phúc chính là thiên đường trên trần gian. Gia đình là chỗ dựa vững chắc của chúng ta trở về khi gặp những biến cố trên đường đời. Đó cũng là nơi có những người mà ta yêu thương nhất, nhưng đồng thời đó cũng là những người mà ta dễ dàng bỏ quên nhất. Chúng ta, mà đặc biệt là những người trẻ, thường vì cuộc sống, vì công việc hay những mối quan hệ nông sâu ngoài xã hội mà nhiều khi bỏ quên bữa cơm gia đình. Rất nhiều ví dụ trong cuốn sách này được Robin Sharma lấy ra từ cuộc sống của chính ông, về những lần ông vui đùa, nấu nướng hay dạo chơi cùng các con của mình. Và rằng điều làm cho ông tự hào nhất về bản thân không phải là việc ông đã trở thành một nhà lãnh đạo tài ba như thế nào, mà là ông đã có thời gian để trở thành một người cha tốt. Đối với Robin Sharma mà nói, gia đình là nơi để trở về, nhưng nó cũng là một tổ ấm, hay chính xác hơn, nó cũng là một tổ chức để củng cố, yêu thương và xây dựng mỗi ngày. Tiếp theo, hãy bàn về vấn đề sức khỏe trong quyển sách này. Sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người, ai cũng biết điều đó cả. Nhưng tiếc thay, chẳng mấy ai chúng ta chịu níu giữ sức khỏe khi mà chúng ta vẫn còn đó. Bằng những lời văn của mình trong cuốn sách Đời ngắn đừng dài, Robin Sharma không trực tiếp nhắc nhở chúng ta phải trân trọng sức khỏe, nhưng ông muốn nhắn gửi chúng ta một điều đơn giản rằng muốn làm gì thì hãy làm điều đó, nhưng phải luôn ưu tiên sức khỏe của mình lên hàng đầu. Khi chúng ta còn trẻ, còn thanh xuân, ta mãi đuổi theo những dự định, những hy vọng cho tương lai như tiền tài, địa vị, danh vọng, hay nói một cách cay đắng rằng chúng ta đang rao bán sức khỏe của chính mình để đổi lấy những thứ vật chất phù phiếm và xa hoa, để rồi khi nó mất đi, chúng ta mới thực sự nhận ra rằng thứ gì mới là quan trọng. Đọc Robin Sharma, khi nghe ông viết về những buổi sáng hòa mình thiên nhiên tĩnh lặng, được cảm nhận những cơ bắp cựa quậy và mồ hôi tuôn ra sau những bài thể dục, những buổi chạy dài, trong chúng ta như bừng lên một nhịp sống khao khát được hòa mình vào nhịp sống đó của ông, để từng ngày được vận động, được chui rèn sức khỏe của mình. Và cuối cùng, hãy nói về phần giá trị bản thân, phần có thể coi là quan trọng nhất trong cuốn sách Đời ngắn đừng ngủ dài. Tác giả bằng những câu chuyện của mình như muốn thức tỉnh người đọc khỏi giấc ngủ dài. Tác giả khiến chúng ta cảm thấy rằng ông như đang gõ vào cánh cửa bên trong ngôi nhà an toàn ta đang nấu mình vậy. Bài học đầu tiên và cũng có thể coi là bài học quan trọng nhất chúng tôi học được từ quyển sách này chính là hãy là chính mình, be yourself. Chúng ta là duy nhất, chúng ta có ước mơ riêng, tài năng riêng và hướng đi riêng cho cuộc đời của mình, nên chẳng có lý do nào để bắt chước hay làm bản sao của bất kỳ ai cả. Bên cạnh đó là những bài học về cách cư xử tử tế hay cách tạo dựng cũng như hàn gắn các mối quan hệ
Ngoài ra, ông cũng khuyên chúng ta phải sống có kỷ luật, có trách nhiệm và luôn luôn học hỏi, trau dồi bản thân mình mỗi ngày. Dù bạn là ai, bạn ở đâu hay bạn đang làm gì đi chăng nữa, thì cũng phải xây dựng cho mình những nguyên tắc sống cho chuẩn mực và từ đó tạo ra những thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách. Sự khác biệt giữa người tài giỏi và những người khác nằm ở thói quen. Một vài thói quen tốt sẽ tạo nên sự khác biệt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn ở lúc cuối đời. Đó là câu nói mà tôi yêu thích trong cuốn sách mà tác giả đã nhận được. Từ trang sách đầu tiên, bạn hẳn sẽ giật mình vì tác giả nói quá đúng. Chúng ta phải đang ân hận về quá khứ, lo lắng về một tương lai mà quên đi việc mà cố gắng ở hiện tại. Đừng bao giờ để ai nói rằng ước mơ của bạn không trở thành sự thật. Cuối cùng sẽ có người thực hiện ước mơ của bạn. Tại sao người đó không phải là bạn? Ấy thế, nhưng không phải sách chỉ khuyên chúng ta những bài học sâu rộng, như người ta thường nghĩ về self-help. Nói về cảm nhận cá nhân tôi, thì tôi thấy đời ngắn đường ngủ dài như là một người chú truyền lại cho tôi những kinh nghiệm sống mà chú ấy đã từng đi qua. Cuốn sách Đời ngắn đường ngủ dài khuyên chúng ta cứ làm nữa, làm mãi. Hãy làm hết sức, rồi để cuộc đời thay bạn làm phần còn lại. Tôi thường đọc cuốn sách Đời ngắn đường ngủ dài vào mỗi buổi sáng. Mỗi câu chuyện của Robinson sẽ chia sẻ những cuốn sách Đời ngắn đường ngủ dài như một bài hát truyền cảm hứng cho tôi mỗi buổi sáng vậy. Còn gì tuyệt vời hơn bắt đầu với một ngày mới, những cảm hứng, tự tin, tích cực và tràn đầy tiềm năng. Từ quan điểm cá nhân tôi thì tôi có một lời khuyên cho bạn rằng đừng đọc Đời ngắn đường ngủ dài một cách ngấu nghiến, mà mỗi khi đọc xong một câu chuyện trong quyển sách thì hãy dành cho mình một khoảng lặng để soi chiếu lại những gì đang xảy ra trong cuộc đời của bạn. Cuối cùng, ở lời kết, quyển sách cầm trên tay tôi thì chỉ có vậy, nhưng cách cảm nhận của mọi người là khác nhau. Tôi chỉ đưa ra một vài lời khuyên chân thành dành cho bạn. Nếu bạn đang cảm thấy những ngày trôi qua thật nhạt nhẽo thì hãy đọc Đời ngắn đừng ngủ dài để vẽ màu thêm cho cuộc sống. Tôi Trần Quang Anh, tôi Ngô Công, chúng tôi là học viên đại học 2.